Trong cái Tarot xin chào tất cả các bạn. Bắt đầu từ hôm nay, cứ chủ nhật hàng tuần mình sẽ làm năng lượng chuyên phân len trong tuần mới các bạn nhé. Tại sao lại có cái chủ đề này? Đó là vài ngày gần đây không biết là do thay đổi thời tiết hay là do khí của chuyên phân len mà mình cảm thấy trong người rất khó chịu. Còn phải đến cả 2 tuần nay là mình thèm ăn khủng khiếp, cả ngày chỉ có ăn thôi. Cho nên là mình nghĩ rằng nó xong từ đầu thì mình nghĩ là chỉ có một mình thôi nên mình cũng không để ý lắm, nhưng mà gần đây thì mình nghe thấy một số người cũng nói với mình về cái cảm giác đó, về cái hiện trạng đó. Cho nên là tự nhiên mình muốn làm một cái trải bài, đó là năng lượng chuyên pha len trong tuần mới. Chỉ có điều nói thật là về khí chuyên pha len ấy, mình chỉ cảm nhận trải nghiệm thôi, chứ còn mình chưa có nhiều kiến thức về nó. Cho nên là cái trải bài này mình chỉ đi sâu về một là bạn đang như thế nào, họ đang như thế nào và thông điệp của vũ trụ thôi nhá, chứ còn những cái cao xa hơn thì mình chưa đủ năng lực. Và một số bạn ấy cứ hay hỏi mình đó là em không phải là chuyên phân len thì em có nghe được không? Mà nói thật với các bạn rằng các bạn có thể nghe được tất cả, dù là chuyên phân len hay là không chuyên phân len thì các bạn vẫn có thể nghe, bởi vì mỗi một câu chuyện, có thể bạn không phải là chuyên phân len nhưng bạn cũng nằm trong câu chuyện đó, và quan trọng hơn bạn có được bài học gì, trải nghiệm gì, thông điệp gì từ vũ trụ các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chọn tụ. Ở phần chọn tụ này thì hôm nay mình lên có mấy câu nói rất hay như thế này, rất tâm đắc như thế này để các bạn chọn nhá, và các bạn nghe. Và nếu như mà nghe không rõ thì các bạn có thể tời lại, hoặc các bạn ghi nhớ, hoặc các bạn nếu như các bạn không chọn được thì các bạn nhắm mắt lại, nghĩ 1 2 3, nghĩ về số 1 2 3, nghĩ về vũ trụ, và cuối cùng bạn chọn theo 1 2 3 nhé. Câu nói đầu tiên đó là một gia đình hạnh phúc hay không, không phụ thuộc vào việc ngôi nhà đó lớn như thế nào, mà phụ thuộc vào việc tình yêu ở đó lớn ra sao. Câu nói này rất là hay các bạn nhé, mình đọc lại. Một gia đình hạnh phúc hay không, không phụ thuộc vào việc ngôi nhà to cỡ nào, mà tình yêu trong đó lớn ra sao. Đó là tụ bài thứ nhất. Tụ bài thứ hai, có đôi khi bạn cần phải giữ khoảng cách với mọi người. Nếu họ quan tâm, họ sẽ nhận ra. Nếu không, bạn phải hiểu được vị trí của mình nằm ở đâu. Mình đọc lại. Có đôi khi bạn cần phải giữ khoảng cách với mọi người. Nếu họ quan tâm, họ sẽ nhận ra. Nếu không, bạn phải hiểu được vị trí của mình nằm ở đâu. Đó là tụ bài thứ hai các bạn nhé. Tụ bài thứ ba, bạn xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được công nhận, xứng đáng được yêu thương. Chỉ cần nhớ điều đó thôi. Mình đọc lại. Bạn xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được công nhận, xứng đáng được yêu thương. Chỉ cần nhớ điều đó thôi nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài thứ nhất, đó là năng lượng chuyên phân len của bạn trong tuần mới ở phút 0300 nhá. Năng lượng chuyên phân len của bạn trong tuần mới. Những ai mới biết đến kênh của Song Ngư và yêu thích Song Ngư Tarot, các bạn bấm nút đăng ký và like để lại comment cho Quỳnh Lê nhé. Mỗi lần mà đọc được comment của các bạn, mình lại cảm thấy rất là vui, cảm giác như là mình có rất nhiều người đồng hành để cái chặng đường mình đi sẽ cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn. Cho nên là cái giá trị của mỗi một comment đối với mình nó rất lớn. Bây giờ ở cái trải bài này thì mình sẽ chọn 3 cái như sau. Mình sẽ làm theo 3 hướng như sau. Một là bạn đang như thế nào nhá. Bạn đang như thế nào. Để mình cử gạt ra như thế này. Sao mà có những người họ gạt xong một cái bài nó chạy như bay mà sao mình lại không làm được nhỉ. Nhưng mà thôi cứ để thế này, mình sẽ chọn ra từng lá một nhá. Mình sẽ bắt được 5 lá bạn đang như thế nào. Đây là lá bài tiết độ, lá bài thiên bình. Mình bắt vô tình mà sao mà hợp nhau thế. Tiếp bài thứ 3. Đây 4. Đây 5. Rồi. Đến đây thì những người mà hiểu về Tarot ý, bởi vì mình thấy có một số bạn nhắn tin cho mình, các bạn nói rằng là các bạn cũng là những người đọc bài Tarot, nhưng mà các bạn rất là hợp với năng lượng của mình. Nói thật với các bạn là mình không có nhiều thời gian để chia sẻ, nhưng mình rất là cảm động. Rồi, mình cảm động vì các bạn tin tưởng.
Rồi, bây giờ chỉ nhìn thấy năm lá bài này các bạn có thể trả được bài, các bạn có thể đọc được như thế nó như thế nào. Mỗi người đọc là tùy theo cái nhận thức của các bạn nhá. Ở cái cảm nhận các bạn như mình thì mình cảm nhận thế này. Các bạn đang như thế nào? Các bạn đã lấy được sự cân bằng rồi. Cái cân bằng này ở đây thì ở trong tarot có hai cái lá bài mà mình nghĩ rằng là nó đạt đến cái đỉnh cao, cái đẳng cấp của cái việc là healing nghĩa là chữa lành ý. Đó là lá bài tiết độ. Mình học tiếng Trung, tiếng Anh thì ngày xưa mình có học nhưng mà mình lâu rồi mình không đụng đến, nhưng mình đọc toàn đọc sai là mình đọc tiếng Việt thôi nhá. Lá bài này có tên là tiết độ thì và lá bài chín xu, thì đó là hai cái lá bài đẳng cấp của sự chữa lành. Nhưng mà ở đây cái này nó đạt đến cái sự là các bạn cân bằng về mặt tâm trạng, về mặt cảm xúc. Còn lá bài chín xu là sự cân bằng, các bạn đã đạt đến đẳng cấp của nó, các bạn trở thành một quý bà, một quý cô, một quý anh, một quý chị bình yên trong thế giới của mình rồi nhá. Ở đấy thì cái lá bài đạt đến cái sự cân bằng trong cảm xúc rồi, có nghĩa là ở cái thời điểm này ấy, bạn tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc. Nó mặc dù cái tụ bài này không phải là mình chọn nhưng mà nó chính là cảm xúc của mình. Mình lấy cảm xúc của mình ra để mình chia sẻ với các bạn, để các bạn hiểu được điều đó. Nghĩa là đối với mình bây giờ á, giống như là đã yêu một lần á, mọi cảm xúc đã cháy cho cái lần yêu đó rồi, thì cái lần thứ hai ấy, mình cảm thấy rằng mình cần một ai đó đến cuộc đời của mình, chỉ đơn giản đó là đủ mà thôi. Đấy, và cái đủ mà thôi ở đây nói như thế không có nghĩa là mình không trân trọng cái tình yêu đó, bởi vì như thế là sai lầm. Ở chỗ là như thế này này, đôi khi mình cảm giác là có thể là vì bạn ấy, bạn đã dành hết cái lửa đam mê cho cái tình yêu đó rồi, nhưng bạn bị tổn thương ghê gớm và tự nhiên bạn cảm thấy ở đây thì nghĩa là khi bắt được lá bài này bạn không còn sợ tình yêu nữa, nhưng bạn cũng có cảm giác rằng bạn đã yêu bản thân đến mức bạn nhận ra bạn mới chính là the one của bạn, bạn mới chính là ưu tiên số 1 của bạn, và tất cả những người họ đến với bạn chỉ đơn giản rằng họ như một bông hoa, như một thứ hương hoa tô điểm cho cuộc đời của bạn mà thôi. Nếu có thì cũng tốt, mà không có cũng chẳng sao, bởi vì bạn mới là the one nhá. Đấy, cái tư tưởng của người trong lá bài này với bắt được cái lá bài tiết độ này chính là như thế. Mặc dù mình không chọn cái tụ bài này, nhưng cái tư tưởng đó nó rất giống với tư tưởng của mình, và mình mang nó ra để mình chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu được. Thứ hai, bạn đạt đến năng lượng của thiên bình. Ở đây bây giờ mình không nói về cung hoàng đạo nữa, mặc dù ở đây cung hoàng đạo ở đây đó chính là ở đây có hai quan điểm, có quan điểm thì nói là đây là nhân mã, thì có quan điểm lại nói nó là kim ngưu, nhưng bản thân của mình thì mình nghĩ nó là kim ngưu nha. Bởi vì kim ngưu là cái người mà theo như mình nhận thấy mình cảm nhận từ một người bạn của mình, thì kim ngưu mang một cái năng lượng rất là giỏi cân bằng và luôn luôn phải cân bằng. Đấy, thì mình thấy như vậy. Ở đây có năng lượng của thiên bình, và tại sao mình nói năng lượng của thiên bình, đơn giản vì các bạn đang mang cái năng lượng đó chứ không phải các bạn là thiên bình nhá. Thì mình thấy thế này này, bạn đạt đến sự cân bằng rồi. Cái đỉnh cao của thiên bình hơn tất cả mọi cung hoàng đạo khác, mà tất cả cung hoàng đạo khác phải soi vào cung hoàng đạo này, đó chính là sự cân bằng. Thứ hai là sự quyến rũ. Thứ ba đó là tình yêu bản thân. Đấy nhá. Ví dụ như là có những cung hoàng đạo ấy lúc nào cũng hy sinh, ví dụ như song ngư chẳng hạn, cự giải chẳng hạn, những người coi sự hy sinh dù các bạn không muốn, nhưng các bạn cái năng lượng các bạn đối với mọi người các bạn luôn luôn là chọn sự hy sinh, thì thiên bình có một cái rất thiên bình, đó là yêu bản thân. Tôi chọn hạnh phúc, tôi chọn bình yên, bởi vì có hạnh phúc tôi mới cho người khác được hạnh phúc, có bình yên tôi mới cho được bình yên. Thiên bình là những người đóng vai trò cán cân công lý ở đây, họ là bạn bè, hay với tư cách là bạn bè, hay với tư cách là cái gì, họ đều rất công bằng, và họ luôn luôn là người bạn rất tuyệt vời. Trong tình yêu họ cực kỳ quyến rũ các bạn nhé. Đấy, thì mình thấy các bạn là như vậy. Các bạn có hai năng lượng ở đây, một là sự cân bằng, sự bình yên, hai là cái gì đấy, bạn yêu bản thân, bạn ý thức được sự quyến rũ của bản thân, bạn hướng tới sự quyến rũ của bản thân nhé. Các bạn làm được điều này sau tất cả những khủng khiếp này. Chín kiếm, bảy kiếm, có vẻ như có hai trường hợp xảy ra ở đây. Một là bạn từ chối tình yêu, hoặc bạn bị từ chối nhá, trong tình yêu bạn bị từ chối. Nhưng ở đây theo như thế này thì mình nghĩ rằng bạn từ chối bởi vì bạn giống như bạn vừa mới nhận ra được rằng cái người mà bạn đã yêu đó có cái sự quanh co lừa dối với các bạn, hay đơn giản người đó đã bỏ bạn đi rồi. Tại vì cái bài này, cái lá này nó có nhiều ý nghĩa lắm, chứ không nhất thiết là gặp được nó thì nghĩa là sự lừa dối hoặc là sự quanh co gì đó. Nó có năng lượng rằng bạn từ chối tình yêu bởi vì
bạn nhận ra rằng cái tình cảm ấy nó không chân thành, nó không thật lòng, họ không coi bạn là nhất, họ không coi bạn là tất cả, hoặc sẽ có một bộ phận nhỏ, bởi vì đây là trạng thái chung, có nghĩa là bạn bị từ chối tình yêu bởi vì bạn quanh co, bạn giấu giếm một cái gì đó. Mà theo như mình nghĩ rằng cái sự giấu giếm quanh co nó có một cái lý do bạn không thể nói ra, và cái kết cục của tình yêu này đó là bạn tự đau với chính mình. Một cái nỗi đau, có thể bạn là người kiêu hãnh, bạn không muốn thể hiện cho người khác biết là bạn đau, bạn giấu nỗi đau, chỉ có một mình biết, một mình hay mà thôi, giống như bạn tự kỷ với chính mình vậy. Và ở đây thì có hai ý nghĩa: một là các bạn đã đạt được sự bình yên sau tất cả những gì trải qua mình vừa nói; hai là bạn che giấu cái nỗi đau đó trong lòng để bạn thể hiện ra bên ngoài, bạn cân bằng, bạn quyến rũ, bạn xinh đẹp, bạn kiêu hãnh như thế này. Thì có hai ý ở đây, bởi vì nó là trả bài chung, nó mang năng lượng chung, cho nên là các bạn chọn những cái gì nó hợp với mình nhất nhá, nó đúng với câu chuyện của các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xem là đối phương của chúng ta, chuyên khoa len của chúng ta, họ đang như thế nào nhá. Sau đó thì chúng ta hãy xin thông điệp của vũ trụ, bởi vì mình chỉ làm như thế thôi, còn những gì cao siêu và chuyên phân hay là mình không biết được. Có vẻ như hai người thì bạn mang năng lượng cao hơn, bởi vì cái năng lượng của chuyên phân hay của bạn ấy mình thấy khá là bất ổn. Lúc nào mình phải ngồi mình luyện, là cái chỗ mình gạt bài một cái, mình thấy có những người họ ngồi họ gạt bài một cái, cái bài chạy như bay ấy. Hôm nào phải ngồi luyện mới được. Mình thấy thế này, năng lượng của người này rất tệ các bạn ạ. Thôi, mình không dùng từ tệ, mình là người rất cẩn thận trong việc sử dụng ngôn ngữ, nó phải đạt đến sự chuẩn thì thôi. Cái người này bây giờ ấy, cái tâm trạng của họ là như thế này. Các bạn xem tarot nhiều, có cả những người đọc bài tarot rồi, cái cảm nhận của mình ấy đó là họ trầm cảm, họ nặng nề, họ rơi vào một trạng thái trầm cảm, u uất, mất ngủ, đau khổ ở đây. Mà cái sự mất ngủ đau khổ ấy, các bạn phải hiểu cái lá bài này nó là lá bài của cột lửa, nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng như là cuộc sống của bạn có một cái gì đấy nó xảy ra, nó đầy bất ổn, nó đầy đau đớn, và khiến cho những linh hồn ấy hoảng sợ, đau đớn mà buộc phải rời ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Ở đây thì mình thấy cái này này, cái người này họ vẫn nhớ về một người, họ suy nghĩ, họ đau đớn vì một người. Người này có hai năng lượng. Một, người này là tổ ấm, là bình yên của họ, là nơi họ có thể cảm giác như là nhà của chính mình, là bình yên của chính mình, là những gì trọn vẹn nhất của họ. Người này, đặc điểm của người này, có thể người này mang cung sao ngư, hoặc đơn giản người này là người có trực giác, người này thông thái, trí tuệ, trực giác, mang cái tính nữ rất cao. Cái tính nữ ở đây họ khác với cái tính nữ trong cái lá bài của cự giải là nữ thần tình yêu và sắc đẹp nhá. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp nó thiên về tính dục, nó thiên về cả tính dục nữa, nghĩa là cái người đó mang cái vẻ đẹp phồn thực, một cái vẻ đẹp rất 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 đàn bà. Thì ở đây cái người này mang cái tâm linh trực giác rất cao, họ mang vẻ đẹp của trí tuệ, thông tuệ, thông thái, họ rất khéo léo, họ rất thấu hiểu, nhưng khôn ngoan hơn. Cái người này họ rất giấu cảm xúc, nghĩa là họ, cái bề ngoài của họ ấy, họ muốn thể hiện như thế nào, họ điều khiển cái bên ngoài của họ. Ví dụ như là khi đơn giản cho các bạn hiểu, ví dụ đây là các bạn nhá, các bạn gặp một người khác, các bạn muốn thể hiện sự lạnh lùng thì không ai biết được ở bên trong bạn đang ầm ào như thế nào. Nếu bạn muốn thể hiện sự đáng yêu, không ai biết được ở trong bạn, bạn có một cái tâm hồn của cáo như thế nào. Nếu như bạn muốn trở thành một đứa trẻ, một cô gái mong manh, không ai biết được trong bạn mạnh mẽ như thế nào. Cái người này là người rất giỏi điều khiển cảm xúc của mình, rất giỏi đeo mặt nạ. Nhưng cái mặt nạ ở đây không phải là họ đeo, họ không cần đeo thì họ vẫn có thể có được cái năng lượng đó. Một người không, mình không nói là đa nhân cách, nhưng mình thấy đây là một người bậc, giống như mình không nói họ là bậc thầy về tâm linh, nhưng người có trực giác rất cao, làm chủ mọi cảm xúc của mình, họ rất khéo léo trong giao tiếp và trong ứng xử nhá. Cái người này ấy, mình cảm thấy lát ấy, chuyên pha len của bạn, nếu như bạn với họ đang là chuyên pha len thì cái cảm xúc của người đó chính là bạn đấy. Nghĩa là họ yêu bạn với một tình yêu tôn thờ, và nhưng giữa hai người không thể đến được với nhau, bởi vì thực ra thì mình nói thật, tất cả chuyên pha len ấy đều có khoảng cách các bạn nhá, một khoảng cách đến nghiệt ngã. Các bạn phải hiểu rằng vũ trụ cho các bạn một tình yêu ngọt như mật vậy, vậy thì người phải cho các bạn những khoảng cách, những cái cách trở ấy, những cái thử thách nó lớn vô cùng, để các bạn nói rằng, vũ trụ muốn nói với các bạn rằng đấy, cái mật ngọt đó ngươi có thể vượt qua được không? Nếu vượt qua được, ta tặng nó cho ngươi. Và cái này người đó không vượt qua được, vì không vượt qua được cho nên họ mới đau khổ như thế này.
người đó bây giờ họ ôm ấp cái tình yêu của bạn, cái hình bóng của bạn, họ đứng ở một phía xa, ở một nơi xa. Ở đây bạn thấy rằng ở giữa này là một dòng sông, ở phía bên kia chính là bạn. Nhưng để vượt qua được cái dòng sông đó không phải đơn giản một tí nào, nó là cả một chặng đường của năm xu. Vì thế mà họ đau khổ các bạn nhé. Nghĩa là cái năng lượng của tuần sau đó chính là cái sự đau khổ. Mình tiếp theo, câu hỏi tiếp theo chúng ta sẽ xem là cái xu hướng của mối quan hệ này trong tuần sau nhá. Chỉ là trong tuần sau thôi. Hy vọng là cái thử dài của mình sẽ không tạo hiệu ứng cho mọi người. Cái năng lượng của tuần sau ấy, trong cái mối tình này, nó rất xấu. Nó chỉ có một điểm sáng duy nhất thôi, đó là the love, là tình yêu. Tình yêu này là một tình yêu rất chuyên plan, bởi vì đó là tình yêu của Romeo và Juliet. Nghĩa là giữa các bạn có một cái khoảng cách, một cái lý do nào đó không thể đến được với nhau, nhưng nó mang cái tinh thần của Romeo và Juliet nhé. Nghĩa là các bạn nghĩ rằng nếu như có thể được làm lại một lần nữa, các bạn sẵn sàng chọn tình yêu. Đấy các bạn như thế. Nhưng bởi vì đó chỉ là ước mơ thôi, chỉ là mơ mộng thôi. Bởi vì có thể các bạn đã, nghĩa là thực ra thì mỗi người một hành trình chuyên pha len, các bạn lại không có ai giống ai cả. Có những người thì gặp phải một người chuyên pha len của mình đã có gia đình rồi, hoặc bản thân mình đang có gia đình. Có những người thì gặp theo cái kiểu là cái sự mâu thuẫn của hai bên gia đình mà sắp ngày cưới rồi mà tự nhiên phải tách nhau ra. Rồi có những người thì có khoảng cách về địa lý nó nhiều lắm, mỗi người có một cái khoảng cách đó, và cái khoảng cách đó không thể dễ dàng vượt qua trong cái giai đoạn của tuần sau. Cho nên đó là sự bế tắc bao trùm cả một cái thời gian này. Đôi khi mình cảm thấy trong lòng người này, trong lòng hai bạn, một trong hai người, các bạn tự đổi chiều nhá, bởi vì đây là cái năng lượng chung. Các bạn nảy sinh trong lòng có một ý tưởng là các bạn lén gặp nhau, hoặc là các bạn lén gặp nhau, các bạn lén nhắn tin với nhau, lén giao tiếp với nhau nhá. Và cái giao tiếp của chúng hai nó rất đặc biệt. Đó là các bạn không, các có thể các bạn không giao tiếp được ở thế giới 5D. À, 3D thì các bạn giao tiếp ở thế giới 5D. Chứ Finland là những người mà có cái sự, ngày xưa mình cứ hay, cái lúc mình còn nhỏ ấy, mình cứ hay nghe mọi người nói là mình nghĩ là nói chuyện với nhau, những người lớn đang yêu nói chuyện với nhau ấy. Bởi vì ngày xưa bố mẹ mình là giáo viên, trong nhà mình rất nhiều học sinh, anh chị lớn lúc mình đang còn nhỏ. Thế là mình cứ nghe các anh chị nói với nhau về tình yêu là tớ có cái thần giao cách cảm với người đó. Bây giờ mình lý giải được rồi, đó chính là chuyên Finland đấy. Chỉ có chuyên Finland mới cảm nhận được nhau thôi. Mình cảm giác các bạn có một cái sự nảy trong lòng một cái ý tưởng ấy, có thể là cả hai phía, là ước gì chúng ta được gặp nhau một lần, hoặc các bạn lén nhắn tin cho nhau. Bởi vì ở đây mình thấy trong cái tình thế là các bạn không thể gặp được nhau, các bạn không thể vượt qua được cái thực tại đó, các bạn tự kỷ một mình, đau khổ một mình, và cái mối tình này có thể không ai biết nhá, hoặc biết những cái cảm xúc đó không ai biết, và các bạn nảy sinh cái tư tưởng là các bạn muốn được gặp nhau một lần, muốn được gặp gỡ với nhau một lần. Nhưng mình cảm thấy cái gặp gỡ này nó liên quan đến nhắn tin, đến tin tức theo kiểu là truyền thông ấy. Các bạn có thể là các bạn lén nhắn tin cho nhau, các bạn có thể các bạn làm như thế thật, hoặc có thể các bạn ao ước được như thế nhá. Các bạn suy nghĩ trong lòng giống như là những cái chỉ dám nghĩ ở trong lòng mà thôi. Mình sẽ xem tiếp nhá, mình sợ là cái bộ bài hôm nay sẽ rất là dài. Lúc nãy chúng ta vừa xem là các bạn có cái suy nghĩ đó, nhưng cuối cùng thì các bạn có làm được không? Mình thấy là không nhá. Cái lá bài ba gậy này ấy, nó biểu tượng là, nếu bình thường nó biểu tượng là sự xây dựng, nhưng trong cái bài này mình cảm nhận rằng cuối cùng thì các bạn chọn phương án thôi. Các bạn chọn, các bạn xây dựng cho thực tại, các bạn tiếp tục cho thực tại của mình. Cái thực tại của bạn, mỗi người có một hành trình, nhưng các bạn xây dựng cho thực tại của mình, các bạn lại tiếp tục dùng lý trí để chế ngự tình cảm của mình, đẩy cái người đó ra khỏi cuộc sống của mình, và tiếp tục sống trong hoang mang, trong bối rối, không biết chọn lựa nào là đúng, không biết chọn lựa nào là sai, và không biết rằng tương lai của mình sẽ đi đâu, về đâu. Các bạn đau đớn trong sự cố gắng của mình, các bạn cố gắng đến mệt mỏi, cố gắng để giữ, để giống như là để sống sót ấy. Mình cảm giác cái năng lượng ở này, ở đây nó rất xấu. Các bạn cố gắng
vẫn để sống sót và các bạn sống được sau những hành trình các bạn cố gắng đến mệt mỏi. Nhưng ở đây trên hết ý, mình thấy giữa hai bạn có cái việc gì thì mình không biết, nhưng mình cảm thấy năng lượng giữa hai người là sự cho đi, sự nghĩ về nhau, sự tha thứ, sự hy sinh cho nhau, cứ người này lại nghĩ cho người kia. Các bạn có một năng lượng rất đẹp như thế, nghĩa là các bạn nhớ thật, các bạn muốn thật, nhưng cuối cùng các bạn, một các bạn giữ được bình yên cho mình, hai là các bạn giữ được bình yên cho người đó, nghĩa là tất cả những gì bạn làm đều hướng tới hai mục đích đó. Bây giờ chúng ta hãy xin vũ trụ xem là vũ trụ nói gì nhá. Vũ trụ nói gì trong cái hoàn trong tuần sau. Vũ trụ nói với các bạn rằng giữa các bạn là cái tôi cao ngất trời. Mình thấy ở đây có hai người, có ba, có năng lượng của hai người. Một người mang năng lượng của lửa. Mình ở đây không, có thể các bạn không phải là mang năng lượng cung lửa, hoặc có lửa trong lá số của các bạn hoặc không, nhưng cái tư tưởng tinh thần của các bạn đều mang cái năng lượng cao ngất như thế này. Người nào có một cái tôi rất cao, một người nào cũng cảm thấy rằng cái tôi ở đây có thể là như thế này. Có thể các bạn đấu tranh, các bạn không muốn hạ mình, hoặc đơn giản các bạn là những người kiêu hãnh, đơn giản các bạn là những người có nhân cách, hiểu được giá trị của bản thân, và các bạn hiểu rằng các bạn phải sống như thế nào cho xứng đáng. Ví dụ mình nói đơn giản thế này, có thể là chú thân em của bạn đang trong mối quan hệ ba người chẳng hạn, thì bạn sẽ nghĩ rằng bạn cần phải hy sinh, bạn không thể làm được những việc thấp hèn, bạn không thể làm được những cái việc mà bạn xem một cuộc sống của họ để phá vỡ cái hạnh phúc của họ. Bạn là người như thế, cho nên nó ở đây nó muốn nói rằng cái sự mâu thuẫn trong tâm hồn của các bạn mâu thuẫn với tình yêu của chính mình và cái nhân cách của mình, đạo đức của mình, cái tôi kiêu hãnh của mình nhá. Và vì thế bạn vẫn cứ ở hai phương trời, hai người ở hai thế giới, người nào cũng mang cái năng lượng của kinh, của hoàng đế đấy, nghĩa là trách nhiệm là một, quyết đoán mạnh mẽ, lý trí là hai, và hơn hết đó là trách nhiệm đối với cái hành trình riêng của mình và trách nhiệm đối với bản thân của người kia. Mình thấy ở đây có một cái năng lượng đó là các bạn rất nghĩ cho nhau, các bạn nghĩ cho nhau, các bạn nghĩ cho đối phương, các bạn chọn sự hy sinh. Và ở đây cái năng lượng ở đây là đây là của một ông vua lý trí, một ông vua rất biết cách chế ngự cảm xúc của mình, một ông vua hiểu rằng mình đang ở đâu, mình nên làm như thế nào. Và các bạn lại một lần nữa giấu cái tình yêu ở trong tim, các bạn cài đặt nó ở một góc ở trái tim, nó không bao giờ mất đi cả, nó vẫn cứ tồn tại như thế, như một ngọn lửa trong lòng các bạn nhé, và nó nuôi sống các bạn sống tiếp những ngày sau này. Đó, tụ bài thứ nhất, năng lượng tuần sau của các bạn là như thế nhé. Mình hy vọng rằng tất cả những người nghe được cái trả bài này, các bạn sẽ tìm được bình yên, tìm được hạnh phúc, và nhất là các bạn hiểu được nhau, dìu nhau đi qua cái giai đoạn khó khăn này các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài thứ hai, đó là 2235 nhé. Chào các bạn chọn tụ bài số 2. Những ai mới biết đến kênh của mình Lê, các bạn nào mới biết đến Summer Tarot, các bạn đăng ký kênh ủng hộ Summer Tarot nhá, và để lại like hoặc comment cho mình. Mỗi lần nhận được comment của các bạn, mặc dù có thể mình bận lắm, mình không hồi đáp được, nhưng mình cảm thấy rất là vui. Chúng ta với cái tụ bài thứ hai, đó là năng lượng cho Jupiter tuần mới của bạn, thì mình sẽ đi theo mình chưa biết nhiều về khí đâu, nghĩa là cái kiến thức của Jupiter của mình nó chưa có mấy. Tất cả mình dựa trên trải nghiệm, cảm nhận của mình và việc trả bài của mình. Thế là mình sẽ đi theo hướng như thế này. Một là bạn đang như thế nào, thứ hai là họ đang như thế nào, và sau đó chúng ta sẽ xin thông điệp của vũ trụ nhé. Thì cách làm việc đó là của mình. Nếu bạn cảm thấy hợp thì bạn nghe tiếp, còn bạn không hợp thì bạn chuyển sang cho một khác nhé. Tất cả mọi các bạn. Được. Trước hết là câu hỏi, bạn đang như thế nào? Có vẻ như tụ bài số 2 này cái năng lượng hơi tệ. Thôi mình không dùng từ tệ nữa. Năng lượng hơi xấu. Từ xấu và từ tệ đó hoàn toàn khác nhau các bạn nhé. Rồi. Không, nhưng mà nó không xấu đâu. Các bạn đang như thế nào trong tuần sau? Các bạn đã từng và đến tận tuần sau vẫn còn cái năng lượng này. Các bạn giống như là một người bơ vơ giữa biển khơi, các bạn không biết như thế nào trong cái mối quan hệ cho pha lên của mình cả, tiếp tục hay buông, nó vẫn là một câu hỏi dày vò các bạn, một câu hỏi hiện hữu trong lòng bạn nhé. Bạn mang một nỗi đau ba kiếm, mà cái nỗi đau đó ở trước đây và có thể cái thời điểm hiện tại này
nó vẫn chưa buông được, nó vẫn nhức nhối, nó vẫn giống như thanh kiếm lạnh xuyên thấu trái tim của bạn. Bạn cô đơn, bạn thất vọng. Ở đây mình không thấy sự thất vọng mà bạn chỉ thấy sự cô đơn thôi. Bạn cô đơn trong tình yêu này, đau đớn trong tình yêu này. Và cái tình yêu đó ấy, bạn cứ nắm nó ở trên tay, bạn cứ cầm nó ở trên tay, bạn ngắm nhìn nó, bạn mơ mộng nó, bạn ấp ủ nó, nhưng bạn lại không thể tiến đến. Các bạn thấy không, ở đây có một dòng sông, bạn đứng ở bên này dòng sông, bên kia dòng sông là chuyên phân len của bạn. Chỉ cần vượt qua dòng sông đó thôi, bạn sẽ gặp được người đó. Nhưng bạn không làm, bạn chỉ đứng đó, bạn nhìn, bạn ôn ấp, bạn mơ mộng. Và bạn mang theo ba cái nỗi đau này, giống như mình vừa mới nói. Nhưng trên hết, ở tuần sau, bạn đã chế ngự được nó. Bạn đã trở thành một tướng quân của mình, một thủ lĩnh của mình. Bạn làm chủ được cảm xúc. Có thể bạn làm chủ được ở chỗ như thế này, có thể bạn vượt qua được nỗi đau đó. Hoặc có thể bạn đau đấy, nhưng bạn không để cho mình trở nên tiêu cực. Bạn không làm cho mình bi lụy. Bạn giữ nỗi đau đó ở trong người, giống như là một cái cảm giác rằng bạn coi nó như một hành trình của bạn, coi nó như một cái gì bạn phải trải qua, bạn sống chung với nó. Hôm trước mình đọc được một comment của một bạn ấy mà mình rất cảm động. Mình nghĩ rằng bạn là bạn ấy. Mình không ra, mình ít khi dùng những cái từ nó thái quá, kiểu cao tự quá. Nhưng mình nghĩ rằng cái nỗi đau của bạn ấy nó đạt đến mức thánh thiện. Bạn ấy nói rằng mỗi khi mà chuyên phân len đâm cho bạn ấy một kiếm thì bạn ấy tự tay đẩy kiếm vào tim mình. Bạn ấy nhận nỗi đau đó để cho người kia được an lành. Nói thật với các bạn rằng là chuyên phân len của mình thường hay, cái lúc mà tương tác nổi lên ấy, chuyên phân len của mình hay mắng mình là kẻ giả tạo. Bởi vì có thể cậu ta, anh ta không bao giờ nghĩ được là trên đời này lại có một người thánh thiện như thế, một người chịu nhận nỗi đau về mình như thế. Nhưng mình chứng minh bản thân mình là đúng. Bởi vì mình nghĩ rằng là mình không hiểu là tại sao mình lại như thế, nhưng mình có cái cảm giác đó, mình sẵn sàng nhận nỗi đau, nhận sự hy sinh để cho người khác được hạnh phúc. Và cái người đó mặc dù họ đã tổn thương mình thì mình thấy đây này, họ tổn thương vì họ không hiểu mình thôi. Họ cho mình là kẻ giả tạo. Ờ. Và mình cũng không cần phải giải thích. Rồi, bởi vì đó là cái tương tác của chú Phan Lan mà. Còn mình chỉ hiểu rằng người đó đã từng rất yêu mình, đã từng mất rất nhiều thời gian để chinh phục được mình, và đã từng rất thương mình, thế là đủ thôi. Ừ, đúng không? Chúng ta nên nghĩ như thế. Rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem họ đang như thế nào nhé. Có vẻ như họ đang trong một mối quan hệ rồi các bạn. Các bạn đừng có ngạc nhiên về điều này, bởi vì là chuyên phân len thì là thường như thế mà. Cái thử thách của vũ trụ giao chuyên phân len ấy đều là như thế. Các bạn cứ gặp một cái khoảng cách nào đó, một cách trở, một thử thách nào đó để các bạn không thể đến được với nhau. Thế là đừng ngạc nhiên là tại sao lại giống nhau. Cái năng lượng của chuyên phân len của bạn ấy thì mình thấy thế này. Người này đã bắt đầu nhận thức được rồi nhá. Họ nhận thức được tất cả những gì xảy ra nó đều là số phận, nó đều là số mệnh, là số mệnh của họ. Người này mình thấy có cái sự thức tỉnh tâm linh ở đây. Ở đây có hai ý, một là người này đã trong một cuộc hôn nhân rồi, trong một mối quan hệ ràng buộc. Nhưng cái ràng buộc này nó có sự có hôn nhân ở đây nhá. Đấy, hôn nhân ở đây. Và cái hôn nhân này nó giống như là số phận ấy. Ví dụ như là họ đang yêu các bạn mà họ đi đây, họ bỏ các bạn, họ đến với một người khác, thì đó cũng là sự sắp xếp của số phận. Hoặc khi bạn gặp các họ, bạn gặp họ, bạn hoặc họ đang ở trong một mối quan hệ ràng buộc này, đó cũng là số phận. Họ nhận thức được ra điều này, họ có sự thức tỉnh tâm hồn ở đây nhá. Và mình thấy giống như là mình thấy này này, trước đây họ đã từng, họ dù họ chọn ai, hoặc họ bảo bạn để chọn ai, hoặc họ đang ở trong một mối quan hệ nào, hoặc bạn đang trong mối quan hệ nào, thì họ đã từng đo đếm rất nhiều, cân nhắc rất nhiều, cân nhắc đến khổ sở rằng tôi nên như thế nào, tôi là ai, tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này. Thì ở tại tuần thứ hai này, ở tuần tiếp theo này, họ đã có sự thức tỉnh tâm linh rồi. Mình cảm thấy họ tìm đến một cái niềm tin tôn giáo nào đó. Có thể họ nghe Tarot chẳng hạn, họ nghe về kinh Phật, họ nghe một cái gì đó và họ tin. Nếu mà trước đây họ không bao giờ tin thì bây giờ họ tin. Và bởi vì họ tin cho nên cuối cùng họ chấp nhận, họ giữ cái tình yêu các bạn này, nó giống, nó ở trong trái tim của bạn. Họ găm cái tình yêu này trong trái tim của họ. Và họ coi nó như một mầm sống nuôi dưỡng họ trong cái thời gian một tuần này nhá. Bởi vì đây chỉ là một tuần thôi, hoặc nhiều hơn một tuần một chút nhá. Đó, thì họ đang như thế nào và bạn đang như thế nào. Nếu xét như thế thì cái năng lượng của họ tích cực hơn của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xem xu hướng của mối quan hệ này trong tuần sau nhá. Đến trưa là hai đứa nhỏ nhà mình nó sẽ lên đây.
nó sẽ lên đây lần những cái tuần sau thì mình không biết là mình có yên ổn để mình làm trả bài chung nữa không, mình còn phải dạy online tại nhà nữa, nhưng mà không còn cách nào chấp nhận được, cách nào có thể vượt qua. Mình thấy thế này, trong tuần sau nó khác hẳn cái tụ bài trước. Tụ bài trước cái năng lượng tuần sau rất xấu, nhưng mà ở à, tất theo kiểu là nó tiêu cực vậy. Thì cái năng lượng của tuần sau ấy, thực ra thì nó cũng chả tốt hơn đâu. Các bạn khao khát nhau. Mình thấy cái năng lượng này là các bạn khao khát nhau. Nói thật với các bạn là một trong những dấu hiệu của Jupiter ý, đó là các bạn cực kỳ hòa hợp về mặt giới tính. Nói thẳng là quan hệ tình dục ấy. Các bạn giống như là mình nói thật nhá, những người là Jupiter của nhau, các bạn có sự cuốn hút kỳ lạ về mặt hình thức là một. Các bạn có sự hòa hợp tuyệt đối về mặt giới tính là hai, mình dùng từ giới tính cho nó lịch sự nhá. Thì mà nói thật với các bạn là khi các bạn đã gặp Jupiter của bạn rồi ấy, thì một là cả về mặt cảm xúc các bạn không thể rung động được với ai, về mặt về sự hòa hợp các bạn cũng không thể tìm được sự hòa hợp với ai. Chính vì điều đó mà hai người luôn hướng về nhau, luôn có cái sự khao khát mãnh liệt này về nhau. Nhưng mà các bạn có lẽ các bạn đang ở trong một mối quan hệ ràng buộc, chứ các bạn nhớ đấy, các bạn mong đấy, các bạn khát khao đấy, các bạn mơ ước đấy, nhưng nó chỉ là trong mơ ước mà thôi. Các bạn cứ luẩn quẩn trong cái việc đó là một bên là khao khát, một bên là thực tại mà các bạn không thể nào vượt qua được. Và hai cái lá bài này năng lượng rất tiêu cực ở trong cái tuần sau, đó là bạn tự kỷ với nỗi đau của chính mình, bạn hoang mang, bạn bối rối, bạn không biết làm cách nào để vượt qua, và cuối cùng đó là sự tự kỷ này các bạn nhé. Nhưng trên tất cả mọi thứ là nỗi nhớ về nhau. Các bạn nhớ nhau rất nhiều. Ở đây thì có thể nếu bạn không nhớ thì đối phương của bạn nhớ, còn nếu cả hai thì có thể là cả hai các bạn nhớ nhau rất nhiều, nghĩ về nhau rất nhiều. Và cái nhớ này đó là cái nhớ mà mình có thể cảm nhận trong cái lá bài này, đó là các bạn khao khát được gần bên cạnh nhau. Có thể là nó cũng là chỉ một cái hành động của khao khát nó lớn hơn về cái việc là ở cạnh nhau, nhưng trên hết đó là các bạn được ở cạnh nhau. Các bạn chỉ cần nhìn thấy nhau, các bạn chỉ muốn được ôm nhau ngủ, thế thôi. Đơn giản thế, nghĩa là mặc dù nó những lá bài nó biểu hiện về mặt giới tính, nhưng trên hết mình thấy vẫn là một cái tình yêu mà các bạn mong muốn, các bạn được nhìn thấy nhau, các bạn được ở cạnh nhau, khao khát đó lớn vô cùng nhá. Rồi chúng ta hãy xem tiếp xem là cái khao khát đó cái vũ trụ nói gì nhá, câu chuyện này thì vũ trụ muốn nói gì. Ở đây mình thấy năng lượng của một cung đất và một cung khí. Ở đây năng lượng thôi, chứ mình không nói là các bạn. Giữa các bạn là the love, là tình yêu. Tụ bài thứ nhất cũng như thế. Vì đúng thôi, các bạn là Jupiter mà. Cái tình yêu của Jupiter nó đặc biệt thế này, nó là tình yêu của Romeo và Juliet, một tình yêu sẵn sàng chết để được ở bên cạnh nhau. Nhưng mình nói thật với các bạn rằng là cái lúc mà các bạn mới gặp nhau ấy, các bạn chỉ biết yêu thôi. Khi mà các bạn tương tác trỗi dậy, các bạn chỉ biết sợ thôi. Nhưng khi hai người đã chọn hai hướng rồi, các bạn đã chọn hai hướng bởi vì như thế này này, khi các bạn hoảng sợ các bạn bỏ chạy, có những người thì chạy trốn trong góc của mình, nhưng có những người thì chọn một người khác để trốn những cái tương tác này. Thì chỉ đến khi các bạn trốn trong một cái tương tác khác rồi thì các bạn mới nhận ra người này chính là đời lớp của mình, các bạn mới nhận ra đó chính là tình yêu của mình, và các bạn nghĩ rằng nếu có thể được làm lại các bạn sẵn sàng chết vì nó để được sống bên cạnh nó. Nhưng sự đã rồi, cho nên các bạn đau, các bạn đau đớn, các bạn khắc khoải, các bạn ở đấy có cả sự dằn vặt và day dứt nữa, và các bạn mơ mộng về nó, ôm ấp về nó, các bạn mong rằng trong một giấc mơ nào đó các bạn có thể gặp lại họ, hoặc các bạn chỉ mong rằng giá nếu có một phép màu thì các bạn mong ước sẽ được làm lại với họ. Nhưng ở đây mình thấy thế này, cái người này là cái người ấy, bên trong họ có thể đau đớn, có thể ồn ào, có thể dữ dội như sóng biển cái tâm hồn của họ, thì bên ngoài họ mang một vẻ kiên định, điềm đạm. Cái người này là năng lượng của cung đất ma kết kim nhu sử nữ, nhưng ma kết và kim nhu nhiều hơn là sử nữ. Mình thấy cái người này ấy, ở bên trong họ có thể đau như là cái gì nhỉ, bạn tiễn xuyên tâm ấy, thì bên ngoài họ vẫn điềm đạm thế này, họ vẫn bình thản như thế này, họ mang năng lượng của một sự bình yên vững chãi giống một cây cột thụ, cổ thụ trước mặt mọi người ấy. Họ vẫn mang một vẻ quyến rũ nhất thiên bình, mang năng lượng của quyến rũ, của sự hào hoa, của sự cân bằng,
họ vẫn là người như thế. Không, nếu như bạn mình thấy đây này, giả dụ như bạn và cái người này mà ở cạnh nhau, ví dụ các bạn đồng nghiệp này, các bạn học cùng lớp này, hoặc các bạn như thế nào đó để các bạn gặp nhau, thì các bạn sẽ tức vô cùng, bởi vì cái người này á, bạn thì đau đớn đến thấu tâm can nhưng họ thì bình thản thôi. Hoặc là bạn, bởi vì đây là cả hai phía nhá các bạn nhá. Đấy, chúng ta đang hỏi vũ trụ nó thuộc cả 12 phía, hoặc hai bạn giống nhau, hoặc một trong hai người như thế. Đấy thì mình thấy như vậy, các bạn chọn những cái gì đúng với mình, vũ trụ nói như thế. Cái vũ trụ nói rằng mình phải xem là cái tại vì cái này nó chỉ là trong tuần sau thôi các bạn ạ, chứ chúng ta không nên hỏi kết quả trong tuần sau thì có hỏi thì cũng chả giải quyết được cái gì. Chúng ta xin nghĩa là không giải quyết được cái gì, có nghĩa là nó không phải là một đời một kiếp, có sự quay lại hay không nó khó để nói cho trong một tuần về cái kết quả lắm. Chúng ta sẽ nghe tiếp một lượt nữa về thông điệp của vũ trụ nhá. Vũ trụ muốn nhắn gửi chúng ta điều gì về mối quan hệ này. Mình nợ nhiều người trả bài riêng lắm thôi. Rồi vũ trụ muốn nói ở đây lại giống tụ bài thứ nhất rồi, chỉ có làm nó khác thôi, nhưng mà ở đây mình nghi lắm, mình nghi rồi. Nhưng chắc ở đây chỉ dành cho những người đang còn độc thân thôi, chứ những người đã có một quan hệ ràng buộc rồi thì làm sao được. Mình thấy trong tuần sau các bạn có sự gặp lại ở đây nhá. Nếu như ở tụ bài thứ nhất ấy, mình xem có ai nhắn tin cho mình. Trời ơi, toàn những người đòi nợ. Đòi nợ trả bài riêng. Bây giờ mình thì mình chỉ nói thế này này, nếu mà tụ một này chỉ mơ mộng thôi, mơ mộng rất nhiều, thì tụ thứ hai là có sự gặp lại ở đây nhá. Tụ thứ hai có cái sự gặp lại các bạn, những cái gặp lại ở trên Phan Lan, các bạn phải nhớ kỹ cho mình, cái sự gặp lại này có thể là thế giới 5D, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó không nằm ở cái trạng thái là mơ mộng ôm ấp nữa, nhưng mình thấy rằng có thể là các bạn có cái sự gặp lại ở đây, phần nhiều, rất nhiều là các bạn có sự gặp lại trở lại ở đây nhá. Thì các bạn thử xem là có nằm trong câu chuyện của các bạn hay không, gặp lại ở đây. Nhưng mà ở đây là mình thấy ở đây là có cái sự gặp lại một cách không chính đáng nhá, không theo cái kiểu là các bạn phải đơn giản như là các bạn không đường hoàng chính đáng để gặp nhau ấy. Các bạn như thế. Ở đây thì trên Phan Lan các bạn đã từng buông rồi, cái mối quan hệ này đã từng buông, đương nhiên buông rồi thì mới có cái sự gặp lại ở đây chứ. Nhưng mà cái sự gặp lại ở đây mình thấy này, cái lá bảy gậy này, bảy kiếm này, nó có hai trường hợp. Một là các bạn chia tay, các bạn buông vì cái người này quanh co, hoặc là cái người này để khiến cho bạn nhận ra bạn bị lừa dối và hai người buông nhau. Hoặc là cái sự gặp lại này có cái sự không hiểu như thế là lén lút, đơn giản đó là họ trong một mối quan hệ rồi và họ muốn gặp bạn thì họ phải không thể đàng hoàng chính đáng lại đi cùng với bạn được. Cái này nó xảy ra rất bất ngờ, rất đột ngột nhá. Và cái tại sao nó xảy ra, đơn giản vì họ nhớ các bạn, nhớ vô cùng nhá. Rồi và họ giải quyết cái nỗi nhớ đó bằng cách là phải bằng mọi giá phải gặp bạn thì thôi. Mình thử xem là vũ trụ nói là cái sự gặp này nó có gây ra hậu quả gì không, có một vụ đánh ghen kia hoặc nào không nhá, để cho các bạn nếu như mà có sự gặp lại thì các bạn yên tâm là, và đương nhiên mình cũng không biết là có đúng hay không nữa. Bởi vì hôm nay là trả bài đầu tiên của mình về cái năng lượng của Trifland theo cái kiểu nó theo tuần ấy. Đấy nên là mình không biết có đúng hay không nữa. Nếu mà ai mà xem cái tụ bài này mà các bạn có sự gặp lại thật ý thì các bạn báo lại cho mình nhá. Để mình xem là có cái sự đến đây vẫn là các bạn nhớ để 78 lá bài vẫn rút được lần thứ hai, nên mình khẳng định có lẽ lúc nãy là mình nói rằng là chưa chắc đã gặp lại được hay không ấy, thì vũ trụ nói một lần nữa rằng người nói đúng đấy, đơn giản đó là người khẳng định rằng người nói đúng nhá. Nhưng mà thôi nên mình tạm tin là như thế đi. Mình thấy như thế này, các bạn có thể các bạn ở xa, các bạn có một khoảng cách nào đó và cái người này họ cố vượt cái khoảng cách đó để họ đến gặp bạn. Họ gặp bạn, các bạn biết để làm gì không? Để họ nói với bạn đó là họ mong rằng chúng ta hãy bỏ qua, hãy tha thứ tất cả những gì thuộc về quá khứ ấy. Chúng ta bỏ qua đi, chúng ta làm lại từ đầu. Họ nói rằng họ rất thương các bạn, họ rất muốn bù đắp cho các bạn. Họ muốn nói rằng dù như thế nào họ vẫn cảm thấy rằng cái mối tình này nó không bao giờ quên trong lòng họ cả. Họ muốn được bù đắp cho bạn, họ muốn được thể hiện tình yêu thương với bạn, họ muốn cho bạn rất nhiều, thật nhiều. Họ nói rằng để vượt qua được cái giai đoạn này
vượt qua được cái nỗi nhớ bạn ấy. Họ nói rằng họ nhớ bạn rất nhiều, và để vượt qua được cái giai đoạn này họ đau khổ vô cùng, họ đau khổ đến mức cuối cùng họ muốn gặp bạn chỉ để nói ra được tất cả những cái lời lẽ này mà thôi. Mình thấy cái sự gặp gỡ các bạn rất là trong sáng nhá, gặp gỡ không để làm chuyện gì cả mà chỉ đơn giản rằng họ muốn nói với bạn họ nhớ bạn rất nhiều, họ nhớ bạn rất nhiều. Họ đã phải đau khổ rất nhiều để vượt qua được cái nỗi nhớ đó, cái tình cảm đó với bạn. Họ nói rằng họ rất muốn bù đắp cho bạn, họ rất muốn ôm bạn vào lòng. Và họ nói rằng họ đã phải vượt, cái này không phải là nói mà họ đã vượt qua rất nhiều. Nghĩa là họ vượt qua được cái bản thân này, được cái tôi của bản thân này, họ vượt qua được cái hoàn cảnh để họ gặp bạn. Và gặp chỉ để nói với nhau điều này thôi nhá, chứ không phải gặp là để ở lại, để tiếp tục yêu đâu. Bởi vì là các bạn phải hiểu rằng để đạt được cái đích của Timberland, các bạn phải hoàn thành bài học của vũ trụ. Khi nào chưa hoàn thành đừng có mong gặp nhá, đừng có mong trở lại. Rồi, đó là tụ bài thứ hai. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài thứ 3, 40, 10. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 3. Trước khi vào tụ bài số 3 thì những ai mới biết đến kênh Summer Tarot ủng hộ Lê bằng cách là đăng ký kênh nhá. Và khi nghe mà nếu các bạn nhận được thông điệp, các bạn hãy để lại like và comment cho mình. Mình rất là bận, có thể mình không trả lời các bạn ngay được, nhưng mà mình cảm thấy mỗi lần đọc những comment của các bạn mình cảm thấy rất là vui. Hôm nay ở cái trải bài là năng lượng chuyên phân len trong tuần mới thì nói thật với các bạn là mình chưa có cái sự ăn ngoài cái sự trải nghiệm của mình, nhận thức của mình thì và mình đọc của những người khác, còn mình chưa có một cái sự kiến thức nào đó nó theo cái kiểu là theo mình thấy nó đạt đến đỉnh cao giống như chị Song Tarot hoặc là bạn Dương Linh Lê chẳng hạn. Mình chưa có những cái trải nghiệm đó, mình chỉ có được những trải nghiệm từ mình và từ những cái mình trải bài riêng cho mọi người, mình có được cái cảm nhận đó. Và bây giờ mình muốn làm cái trải bài năng lượng trong tuần mới thì theo tuần tự như sau: một là bạn đang như thế nào, họ đang như thế nào, xu hướng của mấy hai người sẽ như thế nào trong tuần sau và thông điệp của vũ trụ thôi. Mình chỉ làm như thế thôi, còn những khí chuyên phân lan gì đó thì mình chưa đủ sức nhá, chưa đủ sức để làm những cái trả bài như thế. Rồi chúng ta nghe nhá, đó là bạn đang như thế nào để bạn xem có đúng là mình không hay bị nhầm với người khác. Bạn đây có vẻ như là có một cái 10 xu nào đó làm cho bạn đau thấu tâm can. Bây giờ chúng ta đọc bài như sau: có thể đã hoặc đang bạn anh chị với nỗi đau của người kiếm này. Trong tarot có rất nhiều lá bài kiếm mà nó mang cái năng lượng của cái việc của nỗi đau, đó là 8 kiếm là sự bối rối, 9 kiếm là sự tự kỷ trầm cảm, thì 10 kiếm là một cái nỗi đau bị tác động, mà cái bị tác động đó chính là 10 xu này. Có một người nào đó đã đến cho bạn 10 xu nhưng họ đã là cuộc chiến đã tàn của các bạn rồi. Có thể hai người đã cãi nhau, đã mâu thuẫn, đã không vượt qua được thử thách và các bạn đã chia tay rồi. Ở đây có cái sự chết, ở đây là sự kết thúc, sự chết đi. Và cái sự có một, hôm trước có một người nói mình là không nên dùng những từ, tại sao lại không nên dùng, bởi vì nó rõ ràng là như vậy. Ở đây có, nếu ví là một cuộc chiến thì các bạn đã là một tử thần, các bạn đã bị chết trong mối tình đó rồi. Và trong mối tình đó bạn là người thua cuộc, đơn giản thế thôi. Và đúng, ngay tại thời điểm này bạn đang tập trung cho bản thân mình. Bạn tập trung cho bản thân mình nhé, tập trung rất lớn cho bản thân mình, mà tập trung chủ yếu về mặt kinh tế. Có thể bạn tập trung bạn cho sự nghiệp của mình, cho kinh tế của mình, và bạn là những người rất biết làm ra tiền nhé. Ở trong cái cuộc tình này bạn là người thua cuộc, bởi vì đơn giản thôi. Ví dụ như là bạn cố sức để bạn hai người yêu nhau có một khoảng cách nào đó phải chia xa, xong rồi các bạn đã tìm một cách để bạn giữ cái người đó lại, nhưng mà bạn không giữ được. Trong cái cuộc chiến này bạn là người thua cuộc, bạn là một tử thần, và nó cũng nói rằng trái tim của bạn đã chết trong cuộc tình đó rồi nhá, nghĩa là nó không thể thức dậy để rung động với một ai nữa. Bây giờ chúng ta hãy xem họ đang như thế nào nhé. Người này họ đã xây dựng một cuộc sống riêng cho họ rồi, họ đã có một 10 ly với người khác rồi bạn nhá. Cho nên là bạn có thấy đúng không, trong cuộc chiến này bạn là người thua cuộc, rõ ràng bạn thua cuộc rồi. Bởi vì cái người đó mình thấy thế này, họ đã xây dựng một cuộc sống riêng cho họ rồi, và ngay tại thời điểm này cuộc sống của họ rất tốt đẹp các bạn nhá. Nói ra các bạn sẽ rất buồn, cuộc sống của họ rất ổn.
họ có 10 ly với một người khác rồi. 10 ly ở đây có thể ngay tại thời điểm này mình nói ra các bạn sẽ cảm thấy buồn, nhưng cái 10 ly này là họ đang hạnh phúc. Có thể họ lấy vợ rồi hoặc lấy chồng rồi và họ đang có bầu, hoặc vợ của họ đang có bầu. Lá bài này thể hiện một người phụ nữ đang mang thai. Và hai cái người này, cái sự kết hợp này là sự kết hợp của vũ trụ. Họ tại thời điểm này họ rất ổn với cái hạnh phúc của họ. Nghĩa là dù thường thường là vũ trụ nói rằng khi mà Jim Holland từ bỏ cái kết nối của bạn ấy thì người họ gặp là Karmic. Nhưng dù là Karmic hay là Sumit thì ngay tại thời điểm này, đây là thời điểm trăng mật của họ nhé. Ngay tại thời điểm này là thời điểm trăng mật của họ. Cho nên là rất là đam mê, hạnh phúc. Mình nghĩ rằng là tất cả những người này, mà những bạn mà nghe cái trải bài này, có thể các bạn sẽ rất đau khổ. Các bạn đau khổ bởi vì các bạn đang chịu cái nỗi đau một mình. Các bạn nghe được như thế này chắc mình nghĩ các bạn rất khó để vượt qua được. Thế là mình rất muốn hỏi vũ trụ là người này nghĩ gì về bạn nhá. Cái này là phá lệ đấy, chỉ để mình giải quyết cái nỗi đau, mình sợ các bạn buồn thôi. Người này họ nghĩ gì về bạn? Có lẽ là phải rút tiếp, bởi vì đến cái này mình cảm thấy cái người này ấy, họ đang trong một mối quan hệ ba người rất là liên kết với nhau. Hiện tại bây giờ họ rất bất ổn. Các bạn thấy hình ảnh của một cái gì đấy không? Hình ảnh của một quý bà, một quý ông, một quý cô, một quý cậu rất là tỏa sáng, rực rỡ, thành đạt. Họ đang có một mười xu rất viên mãn, một mười xu rất là viên mãn. Họ tập trung cho cái viên mãn này ở bên ngoài, còn bên trong là cô đơn. Bên trong ở đây mình thấy có thể là sự cô đơn, có thể là họ giống như là hôm trước mình trả bài cho một bạn ấy, cái người chồng mà bạn ấy lấy chính là một chuyên phô len, và cái người đó ở bên ngoài vẫn chăm sóc, vẫn rất trách nhiệm, nhưng ở bên trong là một nội tâm thẳm sâu không ai có thể thấy được. Thì người này có thể cũng như thế, họ cô đơn, họ có một cái khoảng lặng của riêng mình không ai có thể nhìn thấy, và trong cái khoảng lặng đó là sự hoang mang. Nghĩa là họ đang có một hoàn cảnh rất tốt, vợ có thể ở đây lá bài thôi nhá, có thể họ đang mang bầu. Họ nếu họ là nữ, họ là nam thì vợ họ đang mang bầu. Cái cuộc sống của họ rất ổn về mặt kinh tế, sự nghiệp đều có hết, nhưng ngay tại thời điểm này cậu cái tuần sau thấy họ vẫn rất hoang mang. Họ nghĩa là họ giấu cái hoang mang nó trong một góc của trái tim họ, họ không thể hiểu được. Ở đây mình thấy rằng là hỏi là họ nghĩ gì về bạn, nhưng không, nó vẫn nói được cái tâm, được vẫn nói được cái tâm tư của họ, vẫn là tâm tư của họ, đó là họ hoang mang, họ bối rối, họ mờ mịt, họ không biết được rằng, họ không hiểu được rằng đó có phải là lựa chọn của họ không, lựa chọn đúng hay không. Họ vẫn cứ như thế, để mình xem tiếp thêm là như thế nào để cho các bạn đừng đau khổ nhá. Nếu như có hai phương án, một đó là nếu như họ đã quên hẳn chúng ta rồi thì chúng ta cũng vui vẻ thôi, chúng ta sống tiếp cuộc đời của chúng ta buông họ đi, chúng ta nhận những cái mới năng lượng nào. Còn nếu như họ chưa quên được thì có lẽ nó cũng là sự chữa lành cho các bạn. Mình thấy thế này, cái năng lượng của cái sự hoang mang, của sự bất ổn ở trong họ rất nhiều. Cái người này có thể đến tận bây giờ mình có thể khẳng định là họ đeo mặt nạ rất giỏi, nhưng ở bên ngoài họ đóng vai một quý cô, quý cậu, quý ông, quý bà, thành đạt, sang chảnh thì mình không dám nói. Cái người này mang năng lượng của sự điềm đạm đó nhá, điềm đạm đấy, rất khéo cư xử, rất biết giữ cái nội, cái gọi là cái đơn giản đó là rất giỏi sử dụng cái gì nhỉ, cái biểu cảm của mình. Họ dù trong nổi giận đến bao nhiêu họ vẫn giữ được cái vẻ ôn hòa của mình, rất biết cư xử đúng mực, chuẩn mực ở đây. Cho nên là ở đây họ giống, họ có mang cái năng lượng của sự hoang mang, bối rối rất nhiều. Họ hoang mang, họ chán nản, họ không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh này. Dù họ có tất cả đấy nhưng họ cảm thấy rằng những thứ đó rất xa xôi với bản thân họ, và họ nghĩ rằng cái gì đó là của mình, thậm chí họ không biết, họ không biết cái gì đó mới là của mình cả. Họ luôn cảm thấy những thứ họ có nó vượt ra ngoài khả năng của họ, vượt ra ngoài mong muốn của họ, đơn giản vượt xa họ. Họ có đấy nhưng họ thấy nó không phải là của mình, và ngay tại thời điểm này họ cũng không biết cái gì là của mình nữa. Cho nên nếu không đi tiếp vào thì chúng ta không biết được đâu là họ nghĩ như thế nào.
cái người này ở những lúc có thể nghỉ ngơi, có thể ở một mình ấy, họ muốn đóng vai, họ luôn cảm thấy họ muốn trở lại với tình yêu của bạn ngày xưa. Ở đây chỉ là mơ ước, ở đây có cái lá bài 6 cốc nhá, ý là 6 cốc nhá, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rằng chỉ những lúc ở một mình họ mường tượng, họ mơ tưởng đến câu chuyện của bạn ngày xưa. Đó là họ là một bạch mã hoàng tử và bạn là một cô gái đáng yêu, một công chúa, một hoàng tử ở đây. Các bạn đẹp vô cùng, họ coi cái tình yêu của bạn giống là một tình yêu ở trong cổ tích. Và họ cứ cân bằng thế này, cân bằng theo cái kiểu là khi ở bên ngoài, ở cạnh thực tại của họ thì họ đóng vai một người rất chỉn chu, chuẩn mực, chu đáo, và khi ở một mình thì họ sống với cái mơ mộng này nhá, mơ mộng cái câu chuyện tình yêu mà với bạn ấy họ coi là cổ tích, họ coi nó là cổ tích, họ đóng vai một hoàng tử còn bạn là một công chúa đáng yêu và xinh đẹp vô cùng. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại trong tuần sau. Trong tuần sau cái năng lượng của họ, cái từng gọi là cái câu chuyện này, câu chuyện tình yêu của hai người trong tuần sau như thế nào nhá. Tại sao hết thời gian rồi nên mình phải xem nhanh thôi. 55 phút là cái video của mình nó tự ngắt, như ta của mình tự ngắt. Trong tuần sau ấy thì mình cảm thấy rằng ở trong tuần sau có năng lượng của sự kết thúc ở đây. Có cái sự buông ở đây. Có cái sự đóng cửa trái tim lại ở đây. Và họ quyết tâm với điều này nhá. Có thể là họ quá mệt mỏi rồi. Và ở đây mình thấy này này, nếu như trước đây này họ mơ mộng về chuyện tình cảm này, họ hoặc bạn nhá, ở đây có hai phía. Đấy, mình nói, mình chỉ nói một chiều thôi để các bạn dễ hình dung, còn các bạn tự đổi chiều nếu là ai. Một là trước đây họ từng mơ mộng này, họ mơ mộng về bạn. Mình cảm thấy cái chuyện tình cảm nó đã buông rồi. Họ đóng cửa trái tim với bạn, họ từ chối bạn, họ đẩy bạn ra khỏi cuộc sống. Họ dùng cái Queen of Shot là một người đàn bà chua ngoa, đanh đá, lạnh lùng, tàn nhẫn. Dù họ là nam hay là nữ thì họ vẫn mang cái năng lượng này để họ đối xử với bạn, họ đẩy bạn ra khỏi cuộc sống, họ muốn kết thúc với bạn. Thì đây, họ lại mơ mộng trở lại. Cái sự mơ mộng về tình yêu này nó lại quay trở lại rồi. Nghĩa là họ làm dù cách nào thì cuối cùng họ cũng không đẩy bạn được ra khỏi cuộc sống của họ. Bạn cũng như thế, đây là hai chiều. Chúng ta sẽ xem tiếp nhé. Cái này mình thấy là một câu chuyện khá là ly kỳ, kịch tính. Ở đây mình cảm thấy rằng năng lượng của bạn hoặc của họ, một trong hai người, chúng ta đang nói về năng lượng của Chufalen, nhưng cái tụ bài này bắt được lá bài của Chufalen các bạn. Có nghĩa năng lượng Chufalen rất mạnh ở đây. Chứ nó không phải là mình bắt được cái lá bài này thì những cái hai tụ kia không phải là Chufalen nhá. Ở đây mình sẽ lý giải thế này. Các bạn ngay tại thời điểm này, một trong hai người hoặc cả hai người, các bạn năng lượng, mang năng lượng của 9 xu đến cái đỉnh cao đẳng cấp của cái gì đây? Của bản thân bạn, mang cái năng lượng đẹp nhất. Đó là các bạn tự tin, các bạn kiêu hãnh, các bạn tỏa sáng, các bạn vui với cuộc sống độc thân của chính mình. Các bạn phát triển rất mạnh về tâm linh, về trực giác, và có thể các bạn đang làm cái điều đó. Các bạn lan tỏa tình yêu và ánh sáng đến với mình, đến với mọi người. Đây là tụ bài mình chọn, mình cảm thấy nó rất giống với mình. Bạn, mình cảm thấy thế này. Các bạn quyết tâm rời ra khỏi cái mối quan hệ này nhé. Dù các bạn còn nhớ họ rất nhiều, nhưng các bạn nhận thức ra được rằng đã đến lúc các bạn phải đi rồi. Các bạn không thể tồn tại lại trong cái mối quan hệ này nữa. Bởi vì đơn giản các bạn nhận thức ra rằng tương tác của Chufalen ở đây, cái năng, tại sao lại có cái lá bài Chufalen ở đây đi kèm với lá bài này, nghĩa là các bạn đủ cái nhận thức, đủ chiều sâu để các bạn hiểu rằng đã là Chufalen thì các bạn phải hoàn thành cái bài học đó. Và các bạn biết các bạn bước ra khỏi mối quan hệ này, các bạn hoàn thành cái bài học vũ trụ giao cho bạn lần này, để bạn bước tiếp ra, bạn nhận một cái bài học khác của vũ trụ giao cho nhé. Bởi vì người này họ là lần người theo kiểu là cái năng lượng tâm linh của họ đạt đến rất cao, nên họ tự, giống như là họ tự biết được, họ tự hiểu được mình nên làm gì, muốn làm gì trong cái hoàn cảnh này. Họ chủ động cuộc sống của họ, đơn giản thế thôi. Mình thấy thích ngành này. Các bạn bắt đầu xây dựng cuộc sống mới của các bạn. Bạn lấy được cái năng lượng cao nhất, đó là năng lượng của hoàng đế, làm chủ cuộc sống, làm chủ bản thân. Các bạn có sự hồi sinh mạnh mẽ ở đây, tái sinh mạnh mẽ ở đây. Các bạn có được
các bạn sống lại sau một thời gian các bạn đã chết rồi nhá. Mình thấy cái năng lượng ở đây rất tích cực, nghĩa là các bạn là những người mà chủ động, các bạn hiểu được cái tác động của chúng ta lên ở đây nhá. Đấy thì mình thấy rằng là cũng đến lúc thời gian, nếu mà còn thời gian thì mình sẽ làm tiếp, nhưng mà ở đây thì nó đã đủ rồi, thông điệp đã đủ rồi, đó là một trong hai người. Nhưng mình thấy là bạn có thể là bạn, các bạn nhận ra được bài học của Trương Phan Lên, các bạn nhận ra hành trình của Trương Phan Lên, và các bạn tuân theo vũ trụ, các bạn nghe theo lời của vũ trụ, các bạn bước ra khỏi đó, các bạn kết thúc bài học ở đây và các bạn tiếp nhận một bài học khác nhân năng lượng rất là tốt nhá, rất là đẹp. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.